Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa chia xóa và khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng theo kiểu tím dụng đen với mức lãi suất lên tới 180% một năm. Theo đó, qua đấu tranh từ nguồn tin tố giác của quần chúng, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, các đối tượng Phạm Trường Hà chú đại xã Trung Nghĩa, thành phố Hương Yên, Quách Văn Công chú đại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Nguyễn Văn Doanh và Phạm Thị Phượng cùng chú tại phường An Tảo, thành phố Hương Yên đã đầu thú và khai nhận về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của mình. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức vay trả lãi ngày với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, tương đương lãi suất từ 109 đến 182 phần trăm năm. Khi vay, có khách bị cắt lãi trước một tháng, sau đó khách tiếp tục phải đóng tiền lãi suất với kỳ hạn 30 ngày một lần. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với số khách vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 545 triệu đồng.